Thưa quý vị, sách từ lâu đã trở thành một biểu tượng giá trị mang lại cho con người nguồn tri thức vô tận. Thế nhưng nhiều người cho rằng việc đọc sách in hiện nay đang đứng trước nguy cơ mai một do sự lấn lướt của các phương tiện truyền thông hiện đại. Vậy Thư viện tỉnh Lâm Đồng, nơi lưu giữ lượng sách phong phú, đã làm gì để thu hút và duy trì được lượng bạn đọc trước thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay? Nhà phóng viên thời sự có phóng sự sau, xin gửi đến quý vị và các bạn. Hiện nay trước thời đại mà các phương tiện nghe nhìn phát triển mạnh mẽ, thì đọc sách báo điện tử đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu bởi tính tiện dụng, cập nhật thông tin nhanh thuận tiện. Mặc dù là vậy, nhưng điều đáng mừng hiện nay là vẫn có những độc giả đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên đã và đang xây dựng được thói quen đọc sách truyền thống cho mình tại thư viện sách như thế này. Một tuần em đến thư viện 2 lần và hay đọc sách hoặc là khám phá thế giới. Như vậy thì sách điện tử hay in thì loại nào em thích thời đại mình đọc sách? Sách in. Vì sao vậy? Nhìn chữ nó rõ ràng hơn và rành mạch hơn là sách này. Bản thân em cũng rất là thích đọc những cuốn sách in như thế này. Vì nó có hình và có những cái chữ rõ ràng hơn với những cuốn sách khác. Vì sách in thì em có thể đem đi khắp nơi, còn sách trên internet thì không có thể đem đi đâu được. Thưa quý vị và các bạn, theo quan sát của chúng tôi tại phòng đọc thiếu nhi của Thư viện tỉnh Lâm Đồng thì có rất nhiều sách mới được bổ sung. Và trên tay tôi đây là cuốn sách mới được bổ sung trong quý 1 năm 2017 này. Và với việc bổ sung nhiều sách mới như thế này thì đây cũng là một phương pháp tích cực để mà Thư viện tỉnh sẽ thu hút được nhiều bạn đọc đến với Thư viện ngày một đông hơn. Có thể nói trong xu thế hiện nay, vai trò của Thư viện rất quan trọng trong việc giữ gìn vị trí độc tôn của văn hóa đọc. Văn hóa nghe nhìn ngày càng chiếm ưu thế là một thách thức mới đối với những người làm công tác thông tin thư viện. Theo bà Vũ Thị Hạnh, Phó Giám đốc Thư viện Lâm Đồng, mặc dù trước thời đại của phương tiện nghe nhìn phát triển, lượng bạn đọc đến thư viện tuy có giảm hơn so với thời đại công nghệ thông tin chưa phát triển nhưng cũng đáng kể. Vì Thư viện tỉnh đã có nhiều biện pháp níu giữ độc giả. Trong đó, Thư viện tỉnh đã không ngừng chú trọng bổ sung nhiều đầu sách mới, giá trị, với hơn 10.000 đầu sách được bổ sung thêm. Do đó mà hàng năm, Thư viện tỉnh đã duy trì được lượng bạn đọc trung bình gần 80.000 lượt người. Trong đó có gần hơn 2.000 bạn đọc thiếu nhi, lứa tuổi đang hình thành nhân cách sống. Thực tế trên cho thấy thời gian qua, người đọc chưa hề quay lưng lại với sách in truyền thống. Bởi vậy, vấn đề cổ động tuyên truyền, quảng bá sách có giá trị văn hóa, bổ ích về tinh thần và tri thức cần phải được coi trọng. Bên cạnh đó, sự tham gia tích cực của hệ thống truyền thông, hệ thống thư viện, tủ sách công cộng thông qua những phương thức hoạt động mới, sinh động và hiệu quả cũng sẽ tác động tích cực đến văn hóa đọc cho mọi nhà. Thực hiện phương châm là sách đi tìm người đọc, thì thư viện cũng tổ chức phục vụ luân chuyển sách đến các cơ sở vùng sâu vùng xa và các trường học để phục vụ bạn đọc. Ngoài ra thì trước đây kho thiếu nhi thư viện là chưa có tổ chức phục vụ cho các em về nhà, nhưng mà năm nay đáp ứng theo cái nhu cầu của đông đảo bạn đọc thì thư viện cho các em được mượn sách về nhà. Và website của thư viện thì được cập nhật thông tin hàng ngày về các cái tài liệu sách mới cũng giống như là các cái thông tin về hoạt động của thư viện. Tri thức được coi như là tiêu chuẩn đánh giá mọi giá trị xã hội. Tri thức và kỹ năng trở thành cái căn bản của sự sinh tồn và phát triển. Chính vì thế mà việc đọc sách cần phải được coi trọng, vì sách giúp cho con người nâng cao tri thức, tích lũy kinh nghiệm để vận dụng vào cuộc sống. Nhà văn Maxim Gorky từng nói, sách vở biến chúng ta thành con người hạnh phúc. Để có được cái lạc thú của việc đọc sách, để đi đến đỉnh cao của tri thức, mỗi người chúng ta hãy cố gắng cúi mình trước những trang sách ấy để nâng cao tầm hiểu biết, và cũng là cách để con người lĩnh hội tri thức của nhân loại tốt nhất và hiệu quả nhất. Không chỉ tạo sự công bằng trong việc học tập cho trẻ khuyết tật, 5 năm trở lại đây, trường thiểu năng Hoa Phong Lan còn phát triển thêm công tác hướng nghiệp dạy nghề để những đứa trẻ khiếm khuyết trí tuệ có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Nổi bật như trong chương trình giáo dục dành cho trẻ khuyết tật trí tuệ đều có nội dung hướng nghiệp dạy nghề với những kết quả ban